Đây đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chưa giao lưu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2. Thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chữ đầu DVD đến từ thương hiệu Technos. Model của nó là DVD-A990. Thì chiếc đầu này là hàng Nhật về. Nó sử dụng nguồn điện 100V. Đấy. Nó đọc tốt đĩa CD và đĩa VCD, còn đĩa DVD thì không đọc được. Đấy. Bạn nào mà muốn đọc đĩa VCD thì đây rất là phù hợp. Đấy, và đọc được cả đĩa CD không kén luôn. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu của nó là 32 cm và nó nặng khoảng 4 kg. Màu sắc nó là màu màu gold, nhìn rất đẹp và sang. Bố trí cửa đĩa ở giữa này. Về phần là ngoại hình cũng như nội thất bên trong thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần là mặt tiền. Thì mặt tiền của em nó thì có cái vết xước rất là nhỏ thôi, không đáng kể. Đấy. Còn đây thì rất là đẹp này. Còn này về thì không có khiển kèm theo nhé, sử dụng các tính năng cơ bản trước mặt thôi. Đấy. Cái phần lắp lưng này thì nó có xước em được sơn lại rồi. Nhé. Này. Phần cạnh trên đây, cạnh trên thì có những cái vết xước nhỏ nhỏ. Sau model của nó là DVD-A990, điện 100V, công suất 25W, và sơ đi máy của nó là 01041304001513. Chiếc đồ này thì nó trang bị đường A-lốc ra và đây là đường hình ra. Ngoài ra thì nó có đường cô xoan ra và đường cổng quang ra. Đây. Đường cổng quang ra một hoạt động bình thường nhé. Và nó thêm một số đường nữa là đường súp này, đấy, đường loa sensor này, đấy, đường loa trước và sau, đấy, gọi 5.1 đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc này thì còn khá là mới rồi, máy móc thì là nguyên bản nhé. Đấy. Tổng này em thấy là toàn bộ nó dùng linh kiện của Philips, IC là Philips này. Đấy. 5.4. Đây là phần đáy phía dưới. Ở dưới đây khá đẹp nhé. Rồi và sau đây thì em xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì trong cái dịp cuối năm này thì shop bán với mức giá là 750.000 đồng. Em bao phí ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và số điện thoại là 0907 23269, em để tư được video, có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em đều được nhé. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi đến bên em để được kiểm tra đúng nguyên tiền 100% các bác. Hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy thị của mình. Và trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành. Nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu sản phẩm bị lỗi hoặc không tự sửa. Tiền phí thì thanh toán giúp em. Con nào mà muốn một chiếc đầu nó đọc tập cầm hầm mà làng đĩa CD rồi là đĩa VCD thì đây này rất là tốt và chúng dùng cũng rất là tốt. Các bác vừa nghe cái dòng này tại sao nó khác với cái đầu mà chuyên đọc đĩa CD là vì nó đọc rất là lưu file, nên các bác nó đọc cho bác vỗ là nó không nhảy. Nhưng mà chiếc đầu CD á, cả đầu đắt tiền nhưng các bác vỗ vào ấy thì nó sẽ nhảy, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng bác cứ so sánh đầu DVD mới nhảy đầu CD thì nó đâu cũng giống đâu ạ.
Đâu thì không kén đĩa rồi. À, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng nhá. Em nó test một cái đĩa chép đây. Em được thưởng thức ạ. Ừ. Nhận tôi không than, không than khó tàn vô tận, tôi không nên nét đẹp lòng lấy. Ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian, thương quê hương quá non thế kỷ điêu tàn, thương quê hương thăng trầm chiến biến không nguôi, làm tơ nơi hồn chí linh trong đằng vạn kiếp hay tha hồi, những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ tin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm thương. Cho tôi tin đó hoa tình còn phong kín, chân thành ngọt lời chính yên, chính ban đầu tôi ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đăng trình, xin cho em vui ngày buồn thoáng qua nhanh, cho tình thêm ngày tháng xanh màu để lớp trai thơ dài, lớp đèn đọc sách đêm dài. Thôi à, đấy vũ vào nha, đấy vũ mạnh rồi em, đấy cứ chạy, bài rất nhanh nhé. Chiều về trên cánh đồng xanh, có nàng gánh lúa cho anh ra đi diệt thù. Từ ngày chinh chiến mùa thu, từ ngày chinh chiến mùa thu, từ ngày một chiều trên giấy đường ta bóng người anh dũng, năm xưa ra đi chốn ngày u chàng.
CD đọc rất là tốt và em test đĩa VCD. Đĩa VCD nhé. Đời chờ cũng như đời người mãi âm u.
Rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì, trước đầu này đọc rất tốt đĩa CD và đĩa VCD, còn đĩa DVD không đọc. Thế nên em bán với mức giá cuối năm là 750.000. Em bao phí ship cho bạn nào chuyển đổi tiền, còn bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em để ở dưới video. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.